Chào quý vị và các bạn. Trong chương trình cùng toàn dân phòng cháy nổ ngày 17 tháng 6 trên VTC 14 có những thông tin sau. Trong tiểu mục khu dân cư an toàn sẽ ghi nhận của phóng viên VTC 14 về công tác kiểm tra, đôn đốc tiểu thương và người dân để phòng giảm thiểu nguy cơ cháy nổ do mất an toàn sử dụng điện, như thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy tại các chợ dân sinh và khu phố ở Cà Mau. Còn trong tiểu mục điều cần biết, hãy cùng tìm hiểu và phân biệt hai loại đầu báo cháy nhiệt và báo cháy khói từ chuyên gia đến từ Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an. Trước khi đến với hai tiểu mục này, để bắt đầu với cháy nổ 24 giờ. Sáng nay ngày 17 tháng 6, một vụ cháy đã xảy ra tại khu vực tập thể cũ quận Thanh Xuân, Hà Nội. Công an Hà Nội đã nhanh chóng điều động 3 xe cứu hỏa tới hiện trường. Theo đó, khoảng 8 giờ 24 phút ngày 17 tháng 6, một cột khói bốc lên từ khu vực quận Thanh Xuân, Hà Nội. Đám khói len lỏi giữa các khu cao tầng báo hiệu một vụ cháy nguy hiểm. Nhiều người dân lưu thông trên tuyến đường Vành Đai 3 và đường Nguyễn Trãi đã nhanh chóng thông báo đến lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố xác định đám cháy xảy ra tại nhà A4, tập thể cơ khí Hà Nội, ngõ 129, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ngay lập tức, Công an thành phố đã nhanh chóng điều động Công an quận Thanh Xuân xuất 3 xe cứu hỏa tới hiện trường. Nhận định đám cháy xuất phát từ khu tập thể cũ 3 tầng không gây nguy hiểm, Công an quận Thanh Xuân đã chủ động phương án cứu hỏa, nhanh chóng khống chế ngọn lửa và trấn an người dân xung quanh. Và khoảng 8 giờ 50 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Thống kê ban đầu không có thiệt hại về người. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Cũng trong sáng nay 17 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy ở công ty sản xuất viên than nén cụm khu công nghiệp Tháp Hồng Kỷ. Theo đó, vào khoảng 21 giờ đêm ngày 16 tháng 6, người dân địa phương phát hiện có đám cháy bốc lên trong sân công ty sản xuất viên than nén. Ngay lập tức, người dân địa phương hỗ trợ công nhân và bảo vệ công ty tiến hành chữa cháy tại chỗ nhưng bất thành. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đã huy động 8 xe chữa cháy các loại cùng 56 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân triển khai phương án chữa cháy. Tại hiện trường, khu vực xảy ra cháy là bãi nguyên liệu của công ty sản xuất viên than nén. Do nguyên liệu được chất thành đống cao, lượng chất dễ cháy lớn nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Sau hơn 30 phút dập lửa, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, để ngăn chặn nguy cơ cháy ngầm lan vào khu vực nhà xưởng, lực lượng cứu hỏa phải huy động thêm 2 máy xúc, 5 lượt xe téc chở nước của nhân dân tiến hành dập tàn. Một chiếc ô tô bị bốc cháy còn trơ khung sau khi xảy ra va chạm giao thông với một xe tải khác vào sáng ngày 17 tháng 6 trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, Quảng Trị. Theo tin báo, vào 6 giờ 30 phút sáng nay, xe ô tô tải biển kiểm soát 78C04859 do anh Nguyễn Thái Nguyên, 42 tuổi, trú thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Nam Bắc. Khi ô tô tải đến địa điểm trên, xảy ra va chạm với xe ô tô con biển kiểm soát 74A033353 do ông Lê Minh Sành, 60 tuổi, trú tại khu phố 3, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị điều khiển, lưu thông cùng chiều. Sau va chạm, chiếc ô tô con biển kiểm soát 74A033353 phát hỏa và bốc cháy dữ dội chỉ còn trơ khung. Tài xế của ô tô con đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị điều tra. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, trong thời gian qua trong các nguyên nhân dẫn đến các vụ hỏa hoạn, thì nguyên nhân do không đảm bảo an toàn khi sử dụng điện trong sinh hoạt hay kinh doanh chiếm tỷ lệ cao. Đơn cử như tỉnh Cà Mau, theo đánh giá của các đơn vị chức năng tính từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra hơn 50 vụ cháy, trong đó có hơn 40 vụ là do sự cố về điện. Đây là một tỷ lệ đáng báo động. Chính vì thế, Công an tỉnh Cà Mau đã phối hợp cùng đơn vị chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra, qua đó phát hiện những thiếu sót và kiến nghị của người dân trong việc đảm bảo an toàn sử dụng điện, ghi nhận của các phóng viên Thanh Hà, Đoàn Hiệp. Chợ Hàng Vịnh và khu dân cư thuộc địa bàn xã Hàng Vịnh, huyện Nam Căn. Tại một số quầy hàng cũng như nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, hệ thống điện của một số hộ vẫn còn chưa được đảm bảo an toàn. Dây mắc chằng chịt chưa được bọc vào trong các ống nhựa cách điện. Thêm vào đó, được lắp đặt bên cạnh các vật dụng hàng hóa dễ cháy, ổ điện đã bị cháy xém nhưng vẫn tiếp tục sử dụng, rất dễ xảy ra tình trạng phóng điện. Ngoài ra, còn có trường hợp người dân chưa am hiểu về điện nên lắp đặt đường dây điện nối từ đồng hồ đến ổ điện dùng cho sinh hoạt lại rất nhỏ. Nhưng khi được đoàn kiểm tra nhắc nhở thì vẫn còn có ý kiến giải thích về việc không đảm bảo an toàn điện. Ngồi đây thì ta làm cầu dao đồ đàng hoàng hết trơn. Chiều là thấy sạch cầu dao rồi, đâu có cái gì. Theo cơ quan chuyên môn, một khi hộ gia đình sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị,
chưa hiểu rõ về công suất điện sử dụng dẫn đến lắp đặt hệ thống điện trong sinh hoạt cũng như trong sản xuất kinh doanh chưa phù hợp, mất an toàn cùng việc chủ quan của một số ít người dân đã dẫn đến nguy cơ cao về cháy nổ. Từ cái việc mà chủ quan của người dân thì rất dễ dẫn đến cháy nổ cho người dân, là ví dụ như người dân đi dây điện không đi vào ống thì sẽ dẫn đến là chuột cắn, rồi gò gỉ điện là rất là dễ gây tai nạn điện giật người dân, hoặc là nó sẽ chạm chập gây cháy nổ. Đối với các hộ gia đình cũng như các cơ sở kinh doanh là thế, còn việc lắp đặt hệ thống điện tại một số địa bàn cũng còn tồn tại tiềm ẩn dẫn đến cháy nổ. Tại các trụ điện còn có rất nhiều loại khác như dây điện thoại, cáp internet, cáp truyền hình được quấn chặt vào nhau như mạng nhện, vừa mất tính thẩm mỹ vừa tiềm ẩn nguy cơ chập cháy. Từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã xảy ra hơn 50 vụ cháy, trong đó có hơn 40 vụ là do sự cố về điện. Chính vì vậy, Công an tỉnh Cà Mau đã phối hợp cùng với đơn vị điện lực tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn, nhiều cẩm nang, tờ rơi được phát đến tận tay người dân về các biện pháp sử dụng điện an toàn. Trong đó, phát huy trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình trong việc sử dụng điện an toàn là vô cùng quan trọng. Công tác tuyên truyền phải tự nhắc nhở các thành viên gia đình có ý thức trong vấn đề sử dụng những thiết bị điện. Ngoài ra thì phải tự kiểm tra những cái thiết bị điện của mình. Ở đây thì đa số các hộ gia đình thì chúng ta chỉ có là cầu dao, túp lô điện và những cái thiết bị phục vụ sinh hoạt. Còn đối với hộ gia đình mà kết hợp sản xuất kinh doanh, ngoài ra thì có thêm những cái thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban hành quyết định số 08 quy định về quản lý đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở sản xuất kinh doanh. Trong đó quy định chặt chẽ về trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy tại hộ gia đình, sử dụng điện an toàn và có chế tài xử lý nếu vi phạm. Như vậy, bên cạnh các biện pháp quyết liệt của các ngành chức năng, thì người dân cũng thường xuyên kiểm tra thay thế các hệ thống và thiết bị điện không còn đảm bảo an toàn trong gia đình, tránh vì sự chủ quan mà gây ra hỏa hoạn, để lại thiệt hại lớn cho bản thân, gia đình và xã hội. Quý vị và các bạn, đầu báo cháy là thành phần quan trọng nhất trong hệ thống báo cháy, có chức năng phát hiện ra các đám cháy lớn, nhỏ khác nhau, sau đó truyền ra âm thanh báo hiệu cho người dùng. Đầu báo cháy nhiệt và đầu báo cháy khói là hai thiết bị được sử dụng phổ biến được nhiều gia đình lựa chọn. Hãy cùng tìm hiểu và phân biệt hai loại đầu báo cháy trong tiểu mục Điều cần biết ngày hôm nay, cùng chuyên gia của chương trình đến từ Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an. Xin được chào mừng quý vị đến với chuyên mục Điều cần biết. Ngày hôm nay thì chúng tôi xin giới thiệu với tất cả quý vị về các cái hệ thống đầu báo cháy. Trong đó thì có chủ yếu đó là đầu báo cháy nhiệt và đầu báo cháy khói. Tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy là chúng ta quan sát ở các cơ quan doanh nghiệp cơ sở thì thường đó là những cái đầu báo cháy nhiệt và đầu báo cháy khói thông thường được lắp thật theo cái hệ thống đầu báo cháy có dây. Nhưng tuy nhiên thì hiện nay với công nghệ hiện đại thì các cái đầu báo được cải tiến và được lắp hệ thống đầu báo không dây và còn tích hợp với cả thẻ SIM điện thoại, từ đó giúp cho người dùng có thể nắm bắt được sự cố xảy ra cháy nổ ở tại gia đình nhà mình, mà dù chúng ta có người hay không có người. Thế thì trên tay tôi thì đang cầm hai loại thiết bị. Thứ nhất là đây là đầu báo cháy khói được tích hợp trên các cái hệ thống tủ trung tâm báo cháy của các cơ sở sản xuất, các cái gia đình. Tuy nhiên thì đầu báo cháy khói này đặc biệt hơn là họ tích hợp với cả hệ thống truyền tin sự cố đối với các cái sự cố xảy ra ở tại khu vực đó. Thì khi xảy ra sự cố, hệ thống báo cháy khói này khi có xảy ra sự cố cháy nổ thì hệ thống khói bay lên, và khi đầu báo cháy khói phát hiện ra được sự cố thì sẽ truyền tin đến cái tủ trung tâm báo cháy, đồng thời báo động cho tất cả các khu vực báo cháy được khu vực trong khu vực cơ sở được biết. Tuy nhiên thì đó là những cái tính năng thông thường, nhưng hiện nay thì đầu báo cháy này thì còn có chức năng sau khi đã báo cháy thì tủ trung tâm báo cháy này sẽ tích hợp với một cái hệ thống sẽ truyền tin nhắn gọi điện đến số thuê bao đăng ký, gọi điện và nhắn tin đến số thuê bao đăng ký, đồng thời gọi điện đến số của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy để thông báo có sự cố, mà dù chúng ta lúc đấy có mặt ở đó hay không. Thì đây là một cái hệ thống mà giúp cho chúng ta có thể phát hiện ra đám cháy một cách nhanh nhất,
phát hiện ra một cái đám cháy nhanh, đồng thời thông báo cho những người xung quanh khu vực bị cháy được biết và giúp cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy biết được đám cháy một cách sớm nhất để đưa ra được phương pháp và biện pháp chữa cháy cứu người phù hợp. Còn bên tay phải của tôi đây là đầu báo cháy nhiệt, thì cũng khi có sự cố cháy xảy ra thì nhiệt độ đám cháy sẽ làm cho cái đầu báo cháy này báo động lên và nó cũng tích hợp với cái hệ thống tủ báo cháy trung tâm, đồng thời cũng sẽ nhắn tin và gọi điện đến số điện thoại đăng ký và gọi điện đến số của lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy. Hiện nay thì trên thị trường có rất nhiều các cái loại đầu báo cháy thông minh như thế này, đầu báo cảnh báo cháy sớm như thế này, và mỗi đầu báo cháy này có thể tích hợp lên tới từ 80 đến 100, thậm chí còn nhiều hơn số điện thoại nếu như chúng ta đăng ký, và giúp cho chúng ta có thể phát hiện ra đám cháy một cách kịp thời và đồng thời giúp cho chúng ta có thể xử lý đám cháy một cách hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ xảy ra. Những hướng dẫn trên đây đã kết thúc chương trình Cùng Toàn Dân Phòng Cháy Nổ ngày 17 tháng 6. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào 20 giờ 50 phút thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên VTC 14.